Tướng Dâu Dê Nguyễn Khánh, một chính khách Việt Nam Cộng Hòa. Xin kính chào quý vị và các bạn. Các bạn thân mến, hàng năm, mỗi khi đến dịp lễ 30 tháng 4, toàn thể nhân dân Việt Nam lại phấn khởi kỷ niệm chiến thắng chung của toàn dân tộc trước các thế lực ngoại xâm. Chiến thắng vĩ đại này đã giúp non sông thu về một mối, nhân dân hồ hởi và tự hào. Khi nhắc tới sự kiện này, chúng ta không thể không nhắc đến Nguyễn Khánh, một viên tướng đầy lật lọng và mâu thuẫn của quân đội Sài Gòn một thời. Trong video ngày hôm nay, các bạn hãy cùng chân dung lịch sử tìm hiểu về nhân vật, thân thế, cuộc đời cũng như sự nghiệp của Nguyễn Khánh. Một, đôi nét tiểu sử. Nguyễn Khánh sinh ngày 8 tháng 11 năm 1927 tại Trà Vinh. Cha của ông là Nguyễn Bửu, một địa chủ lớn thời bấy giờ. Hồi còn trẻ, do gia đình có điều kiện nên Nguyễn Khánh được cha mẹ cho học hành đầy đủ. Năm 1944, ông tốt nghiệp trung học tại Cần Thơ. Sau khi cách mạng tháng 8 năm 1945 nổ ra, ông bỏ học tham gia phong trào Việt Minh tại địa phương và khi đó ông đang theo học lớp đệ nhất. Tuy nhiên, ông cũng chỉ tham gia phong trào Việt Minh trong một thời gian ngắn. Đến giữa tháng 7 năm 1946, sau khi người Pháp tái chiếm Đông Dương, Nguyễn Khánh đã nhập ngũ vào quân đội Pháp. Vốn là người có trình độ nên ông nhanh chóng được theo học tại trường Võ Bị Liên Quân Pháp khai giảng ngày 15 tháng 7 năm 1946. Một thời gian sau, ông Khánh lại được đưa sang Pháp tu nghiệp ở trường quân sự Saint-Sulpice. Sau khi hoàn thành khóa học, Nguyễn Khánh trở lại đơn vị và nhanh chóng được thăng lên cấp trung úy. Nhờ vào kinh nghiệm và những nỗ lực của bản thân, đầu năm 1950, ông Khánh được phong hàm đại úy và được cử giữ chức đại đội trưởng đại đội 1 nhảy dù biệt lập. Đến tháng 3 năm 1952, Nguyễn Khánh chính thức chuyển sang phục vụ quân đội quốc gia và được cử làm tiểu đoàn trưởng tiểu đoàn 22 Việt Nam. Cũng trong năm đó, ông được phong cấp thiếu tá và chuyển đi làm tiểu đoàn trưởng tiểu đoàn 13 Việt Nam, đóng tại Cần Thơ. Sang đầu năm 1953, ông Khánh được cử giữ chức tiểu khu trưởng biệt khu Cần Thơ. Với kỹ năng vốn có, Nguyễn Khánh được thăng cấp trung tá kiêm chức vụ chỉ huy trưởng liên đoàn lưu động số 11 Tân Lập tại Cần Thơ vào cuối năm 1953. Đến tháng 4 năm 1954, ông được điều về Bộ Tổng Tham mưu giữ chức vụ trưởng phòng 6. Đến tháng 11, ông được cử đi học lớp tham mưu tại trường tham mưu trung cấp Paris, Pháp và bàn giao chức vụ trưởng phòng 6 cho trung tá Trần Đình Lan. Sau khi hoàn thành khóa học từ Pháp trở về, Nguyễn Khánh được chỉ định làm chỉ huy trưởng phân khu Cần Thơ kiêm tỉnh trưởng Cần Thơ. Một thời gian sau, ông Khánh lại được chuyển về giữ chức tham mưu phó tại Bộ Tổng Tham mưu. Trong chiến dịch Hoàng Diệu, ông được cử làm chỉ huy phó dưới quyền của Đại tá Dương Văn Minh. Vì có công trong chiến dịch Hoàng Diệu tiễu trừ lực lượng Bình Xuyên tháng 9 năm 1955. Đặc biệt, trong chiến dịch phản công bảo vệ Ngô Đình Diệm làm thất bại cuộc đảo chính do Nguyễn Chánh Thi cầm đầu vào năm 1960, Nguyễn Khánh đã được phong hàm thiếu tướng và được giao giữ chức tư lệnh quân đoàn 2. Sau cuộc đảo chính lật đổ anh em Ngô Đình Diệm vào tháng 11 năm 1963, Nguyễn Khánh nhanh chóng được Hội đồng Quân nhân Cách mạng phong lên hàm trung tướng vì khi xảy ra cuộc đảo chính lật đổ anh em Ngô Đình Diệm trên mặt trận Tây Nguyên, Khánh đã có công án binh bất động. Cũng trong chính sự kiện này, bản chất xu thời của Nguyễn Khánh lại càng được bộc lộ rõ nét. Lúc thì Khánh tỏ ra ủng hộ Ngô Đình Diệm, lúc lại thực hiện chiến lược án binh bất động khi thấy Diệm bị lật đổ. Nguyễn Khánh ngay sau đó khoảng 3 tháng cũng đã cầm đầu tổ chức thực hiện cuộc chỉnh lý để phế truất Dương Văn Minh, Trần Văn Đôn, Mai Hữu Xuân, Lê Văn Kim vào cuối tháng 1 năm 1964. Khi đó, ông Khánh cũng tự xưng là Chủ tịch Hội đồng Quân nhân Cách mạng kiêm chức Tổng Tư lệnh Quân đội. 2. Tham vọng làm Thủ tướng. Cuối tháng 2 năm 1964, Nguyễn Khánh lại thực hiện tham vọng lên làm Thủ tướng nên đã phế truất Nguyễn Ngọc Thơ. Ngày 16 tháng 8 năm 1964, Nguyễn Khánh ban hành Hiến chương Vũng Tàu để tự phong chức quốc trưởng.
Thủ tướng và Tổng Tư lệnh, kiêm Tổng Tham mưu trưởng của Quân lực Việt Nam Cộng Hòa. Có thể nói ở thời điểm này, uy quyền của Nguyễn Khánh đạt đến tột đỉnh vinh quang trong sự nghiệp của ông. Tuy nhiên, cũng trong giai đoạn này, ông vấp phải sự phản đối quyết liệt của các đảng phái và quần chúng. Hội đồng quân đội tuyên bố thu hồi hiến chương Vũng Tàu vào cuối tháng 8 năm 1964. Bên cạnh đó, hội đồng này gồm 53 thành viên thành lập Ủy ban lãnh đạo lâm thời quốc gia và quân lực, đồng thời bầu ra cơ chế lãnh đạo. Nhân sự lúc bấy giờ được ủy nhiệm như sau. Trung tướng Dương Văn Minh giữ chức vụ quốc trưởng. Trung tướng Nguyễn Khánh giữ chức thủ tướng. Đại tướng Trần Thiện Khiêm giữ chức tổng tư lệnh quân đội. Tuy nhiên, sang đầu tháng 9 năm 1964, Tam Đầu Chế tự giải thể. Tiếp sau đó, thành phần trong nội các chính phủ do Nguyễn Khánh làm thủ tướng lần lượt tuyên bố từ chức. Đến ngày 8 tháng 10 năm 1964, Nguyễn Khánh thay thế Đại tướng Trần Thiện Khiêm để kiêm nhiệm chức tổng tư lệnh quân đội. Sang đến ngày 24, tại Thượng Hội đồng Quốc gia. Tại cuộc triệu tập này, kỹ sư Phan Khắc Sửu được bầu làm quốc trưởng. Cũng trong ngày này, Nguyễn Khánh xin từ chức thủ tướng, chỉ còn giữ chức Chủ tịch Hội đồng Quốc gia và Quân lực kiêm Tổng tư lệnh quân đội. Ngay sau đó, tân quốc trưởng Phan Khắc Sửu cử giáo sư Trần Văn Hương làm thủ tướng và thành lập nội các chính phủ. Ngày 27 tháng 11 năm 1964, quốc trưởng Phan Khắc Sửu ra quyết định thăng lên cấp đại tướng cho Nguyễn Khánh. Trước đó, ngày 24 tháng 11, quốc trưởng cũng thăng lên cấp đại tướng cho Dương Văn Minh. Ngày 16 tháng 2 năm 1965, Nguyễn Khánh được sự ủy nhiệm của Hội đồng Quốc gia và Quân lực đã ra quyết định bổ nhiệm bác sĩ Phan Huy Quát làm thủ tướng để thay thế cho giáo sư Trần Văn Hương. Trong giai đoạn ông cầm quyền, thì cũng là lúc các cuộc biểu tình của nhân dân miền Nam và tướng lĩnh chính quyền Sài Gòn phản đối Nguyễn Khánh diễn ra ở khắp mọi nơi. Trong phong trào đấu tranh phản đối Nguyễn Khánh, tiêu biểu và điển hình nhất phải kể đến ngày 25 tháng 8 năm 1964. Hàng chục ngàn người biểu tình kéo đến nơi làm việc của ông Khánh và trực tiếp dương cao khẩu hiệu "Đà đảo Nguyễn Khánh". Họ buộc Nguyễn Khánh phải ra gặp trực tiếp đoàn biểu tình và đứng trước sức ép rất lớn từ quần chúng. Nguyễn Khánh cũng buộc phải thỏa hiệp và cũng hô vang "Đà đảo". Sự căm phẫn Nguyễn Khánh trong hàng ngũ các tướng lĩnh của quân đội Sài Gòn cũng ngày càng được đẩy lên tột đỉnh. Có hàng chục các cuộc binh biến diễn ra liên tiếp như cuộc đảo chính ngày 13 tháng 9 năm 1964 của Đại tướng Dương Văn Minh, Lâm Văn Phát tổ chức. Tiếp sau đó là cuộc đảo chính do Nguyễn Chánh Thi liên kết với Nguyễn Cao Kỳ cũng nổ ra để lật đổ Nguyễn Khánh. Nguyễn Khánh nhận thấy số phận của mình qua bức tranh hiện hữu của anh em Ngô Đình Diệm. Ông Khánh biết rằng nếu ở lại Việt Nam thì số phận của ông chắc chắn cũng sẽ giống như họ. Nên sau đó, Nguyễn Khánh buộc phải ngậm ngùi chấp nhận chức đại sứ lưu động. Trước khi rời khỏi Việt Nam, ông Khánh còn tuyên bố ông ta sẽ mang theo bên mình một nắm đất của quê hương, rồi nhất định một ngày nào đó, ông ấy sẽ quay trở về. 3. Cái tên tướng dâu dê, tướng mắt lồi. Bắt đầu từ năm 1965, Nguyễn Khánh sống lưu vong ở Pháp bằng tiền trợ cấp dành cho những người từng phục vụ trong quân đội Pháp tại Đông Dương. Sau ngày 30 tháng 4 năm 1975, miền Nam Việt Nam hoàn toàn được giải phóng, non sông Việt Nam được thu về một mối. Sự khó khăn bắt đầu ập đến, buộc Nguyễn Khánh phải chuyển hướng sang Mỹ, kinh doanh xăng dầu và nghề sửa chữa ô tô. Trong những năm gần đây, Nguyễn Khánh lại phải sống nhờ vào trợ cấp an sinh xã hội. Trong hồi ký của Trần Văn Đôn, Nguyễn Chánh Thi, Đỗ Mậu, những tướng lĩnh của quân đội Sài Gòn thời đó thì Nguyễn Khánh được nhận xét là một kẻ tàn ác, gian manh, tham lam và cực kỳ háo danh lợi. Dưới mắt nhìn của họ, Nguyễn Khánh là một kẻ thấp lùn, mặt tròn và còn bị chê là tướng xấu. Vì để thay vận đổi tướng, Nguyễn Khánh đã để chòm râu dưới cằm, cắt đầu húi cua cho hậu vận dài thêm một chút. Chính vì vậy, trong con mắt của dư luận Việt Nam trước năm 1975, thì Nguyễn Khánh được gọi với cái tên là tướng dâu dê hay tướng mắt lồi. 4. Mối quan hệ với trùm khủng bố Nguyễn Hữu Chánh. Chặng đường chính sự của Nguyễn Khánh còn gắn liền với tên trùm khủng bố Nguyễn Hữu Chánh. Trước nguy cơ bị tổ chức cảnh sát quốc tế truy tố về tội danh khủng bố
buôn lậu những vũ khí giết người hàng loạt. Với bản chất của kẻ khủng bố, Nguyễn Hữu Chánh lại cố tìm cách để tổ chức Đại hội Quốc dân lần thứ 2 vào đầu tháng 1 năm 2005. Mục đích của Chánh là hình thành một mạng lưới chính phủ Việt Nam tự do để tiếp tục lừa gạt tiền của bà con đồng bào người Việt ở hải ngoại. Nguyễn Hữu Chánh tuyên truyền đại hội này cần có 6 triệu đô la để hoạt động. Khi đó, Nguyễn Khánh với bản chất háo danh và ham tiền vốn có đã xin tên trùm khủng bố Nguyễn Hữu Chánh được làm quốc trưởng của mạng lưới này. Nguyễn Hữu Chánh cũng vì muốn dựa vào cái danh và sự gian manh xảo quyệt của Nguyễn Khánh để cứu mạng lưới của hắn trước nguy cơ bị xóa bỏ thật sự. Lần này, Nguyễn Khánh được làm quốc trưởng là do Nguyễn Hữu Chánh, tên trùm khủng bố quốc tế phong tặng, chứ không phải là do chính bản thân Khánh tự phong như năm 1964, khi ông đang giữ chức thống lĩnh của quân đội Sài Gòn. Có một sự thật trớ trêu rằng Nguyễn Hữu Chánh trước đó là tên lính cấp sĩ dưới quyền của Nguyễn Khánh. Thậm chí có khi hắn còn không dám ngước mặt lên nhìn trung tướng quốc trưởng, thì nay lại phong cho chức quốc trưởng khi ông ta đã ở cái tuổi cận kề 80. Có thể thấy, trước kia, Nguyễn Khánh tự phong mình chức quốc trưởng để chống lại phong trào đấu tranh giải phóng dân tộc của nhân dân. Thì nay, khi tuổi đã cao, ông lại được bọn cầm đầu mạng lưới khủng bố phong làm quốc trưởng để chống lại nhà nước Việt Nam thống nhất. Sau khi bắt tay với tên trùm khủng bố Nguyễn Hữu Chánh và giữ vai trò quốc trưởng mạng lưới chính phủ Việt Nam tự do, Nguyễn Khánh đã tiến hành một loạt hoạt động tuyên truyền để khuếch trương cho mạng lưới này và lừa đảo tiền của bà con người Việt ở Mỹ, cũng như bà con người Việt ở các nước khác. Ngày 2 tháng 12 năm 2005, trong buổi chủ trì lễ cắt băng khánh thành văn phòng đại diện liên lạc của mạng lưới chính phủ Việt Nam tự do tại Washington, Mỹ, Nguyễn Khánh lại diễn trò khuếch trương thanh thế khi bày trò cắt một nửa đoạn băng khánh thành, còn nửa khác nhường vinh dự cho tên trùm khủng bố Nguyễn Hữu Chánh. Trước ngày bị bắt chừng nửa tháng tại Mỹ, Nguyễn Hữu Chánh đã triệu tập một buổi họp kín với thành phần ban lãnh đạo mạng lưới chính phủ Việt Nam tự do, trong đó có quốc trưởng Nguyễn Khánh. Trong buổi họp này, Nguyễn Hữu Chánh đã phổ biến một kế hoạch khủng bố nhằm vào công dân Việt Nam hiện đang lao động tại Hàn Quốc và âm mưu tiến hành đánh bom Đại sứ quán Việt Nam tại Hàn Quốc. Khi đó, Nguyễn Khánh là người được giao nhiệm vụ điều hành hoạt động, trong khi Nguyễn Hữu Chánh đi tiến hành khủng bố. Sau khi Nguyễn Hữu Chánh bị bắt tại Hàn Quốc vào ngày 5 tháng 4, không thể chối cãi được nữa, quốc trưởng Nguyễn Khánh đã phải cho ra đời một thông cáo báo chí mà nội dung không ngoài việc thanh minh rằng chính phủ Việt Nam tự do không phải là chính phủ khủng bố để mong cứu vớt được chút danh dự của mình. Ngoài ra, để chạy tội cho Nguyễn Hữu Chánh, quốc trưởng Nguyễn Khánh đã kích động lôi kéo cộng đồng người Việt tại hải ngoại. Tuy nhiên, cộng đồng đã đáp lại bằng thái độ ghẻ lạnh và có thể nói chưa bao giờ những hành vi bịp bợm của bản thân Nguyễn Khánh và mạng lưới chính phủ Việt Nam tự do lại bị phơi bày như trong thời điểm này. Được biết, trong suốt những năm sau đó, Nguyễn Khánh với mong muốn trở về quê hương nên đã 3 lần đến cơ quan đại diện ngoại giao Việt Nam tại Mỹ để xin về nước vào các năm 1989, 1997, 1998. Nguyễn Khánh đã rời Việt Nam từ năm 1965. Ông luôn mong muốn được trở về quê hương để thăm mẹ kế và chăm lo hương khói cho tổ tiên, nhưng đều bị từ chối. Về đời tư, Nguyễn Khánh được xem là người con có hiếu nghĩa. Do mẹ ruột mất sớm, ông được sự chăm sóc bởi người mẹ kế là nghệ sĩ Phùng Há và chịu nhiều ảnh hưởng của bà. Sau năm 1975, ông 3 lần đến cơ quan đại diện ngoại giao Việt Nam tại Mỹ để xin về Việt Nam phụng dưỡng mẹ già, nhưng đều bị từ chối. Sau gần 50 năm tha hương, Nguyễn Khánh mất ngày 11 tháng 1 năm 2013 tại Mỹ. Các bạn vừa theo dõi Tướng Dâu Dê Nguyễn Khánh, một chính khách Việt Nam Cộng Hòa. Hãy đăng ký kênh Chân Dung Lịch Sử và nhấn nút chuông ở bên cạnh để được cập nhật sớm nhất các câu chuyện và giai thoại về các nhân vật lịch sử nổi tiếng khác của Việt Nam và trên thế giới. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị trong những video tiếp theo.